Kênh là TK Bonsai, mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay kênh trở lại nhà vườn của anh Khoa Tấn ở Tam Bình, Vĩnh Long để review giao lưu với quý cô chú anh chị một số mặt hàng hoa kiển quen thuộc, sắc pháo hai màu hết quý cô chú anh chị. Thì hôm nay hàng sắc pháo anh Tấn lên cũng nhiều ha. Rồi mai chiếu thủy nè, kế chua hết quý cô chú anh chị. Ở đây mấy cây mai chiếu thủy, lát nữa mình sẽ giao lưu với anh ha. Cây cũng bonsai đẹp nè quý cô chú anh chị. Đó, rồi để giờ thì em đi đây gặp anh Tuấn để mình giao lưu với anh ha quý cô chú anh chị. Chào anh Tuấn ơi. Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh anh LTK ha. Chúc cô chú anh chị xem clip được vui vẻ và chọn cho mình những cây ưng ý ha cô chú anh chị. Thì cũng hơn một tuần rồi Tuấn cũng đi săn cây, kiếm những cây đẹp về để giao lưu với cô chú anh chị. Đại đa số hôm nay Tuấn giao lưu với mấy chú bác anh em là qua giấy ha, qua giấy nhiều, thấy clip nào cũng qua giấy cũng bán hết, với giả lại có nhiều khách hỏi quá trời Tuấn săn qua giấy cho cô chú anh chị. Và để không mất thời gian của chú anh chị thì Tuấn giới thiệu là nhà vườn Khoa Tấn ở Tam Bình, Vĩnh Long, số điện thoại là 0396412939 nha cô chú anh chị. Rồi đầu tiên là Tuấn sẽ giới thiệu với mấy cô chú anh chị luôn là cái hàng qua giấy ha, hơi nhỏ nhưng mà cái cây thân thì nó đen, nó hơi xấu không cô chú chị, nhưng mà tược thì ra vậy đó. Cái này là Tuấn không có số lượng cây nhiều, Tuấn không có biết màu, còn mấy cây nào Tuấn biết màu thì Tuấn báo nha. Nhưng cây nhìn lá thì chắc có lẽ là sắc pháo hoặc hai màu cô chú chị. Rồi Tuấn xin đo cái chiều bài này ha, là được 85 ha cô chú chị. Rồi. Cái này dưới đây là một cốt ha. Lên hai thân ha. Lên hai thân. Ở đây là Tuấn đo được 25. Rồi. Rồi. Cây mã số 1 Tuấn xin giao lưu với mấy chú bác anh em đường xa đó là 700.000. Bao ship toàn quốc luôn ha. Nhà cây có một cốt lên hai thân, mã lùa theo dáng bay vậy cô chú anh chị. Đó. Trong quá trình ship chắc có lẽ là nó hơi gãy mấy cái tược ha, nhưng vài hôm lại ra lại ha cô chú anh chị. Như vậy không có bảo đảm hết được. Bao sống bao ship ha anh. Bao sống bao ship. Rồi tiếp tục là mã số 2 ha cô chú anh chị. Một cây cũng cái này cô chú anh chị nhìn thân nó quái, nó lắc độc lắm, nhỏ nhỏ vài trăm ngàn chơi được chậu tới Tết, qua năm sau là lớn cô chú anh chị. Rồi chiều cao nó được 56 nha cô chú anh chị. Hoành thân ngay vị trí hiện tại Tuấn đo là 24 đó. Cây nó bể đế hết nhưng mà là cây bứng hàng rào, nhũ vũ và đem về vô sơ dừa lại ha. Cây số 2 mầm sống khỏe ha. Lên mầm là sống khỏe, cái này là hai màu với mà sắc pháo rồi đỏ cờ đỏ lửa gì có đủ luôn á cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Dạ, dạ. Số 2 là 700.000 cô chú anh chị. Để xếp vô trong. Rồi để xếp vô. Rồi tiếp tục số 3 cũng là một cây hoa giấy luôn, cũng chung lô vậy ha. Tiến xin đo cái chiều bay vậy đi ha cô chú anh chị. Dạ được 67 ha cô chú anh chị. Hoành thân ngay vị trí hiện tại Tuấn đo được 24 đó. Cây ra tược thì sống khỏe cô chú an tâm ha. Mùa này cách này cũng hai tuần rồi, nhìn thấy đang thui nhìn xấu quá ha, nhưng mà tứ nước thời gian lại ra trắng lại cô chú tại cặp lộ á. Số 3 là 700.000 ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là cây số 4 ha. Cây này tông hơi cao nhưng mà cái đọt là nó màu đỏ này là chắc là đỏ lửa hay đỏ cờ gì chắc luôn nè. Dạ chiều cao nó được 89. Đó, ra được cái mầm nhìn thấy đã luôn á. Hoành thân ngay vị trí hiện tại là 21 ha cô chú anh chị. Đó. Cây đỏ lửa này để vô chậu tông cao cao vậy thấy đẹp. Hơi giá hơi nhích hơn chút, 800.000 cô chú chị, mã số 4. Rồi tiếp tục mã số 5 hen cô chú chị, cũng xa qua giấy luôn ha. Dạ tổng chiều cao nó được 52. Cây nó nhỏ nhưng mà già chát luôn ha cô chú chị. Hoành thân là Tuấn đo được 20 ha cô chú chị. Thì Tuấn nói nó trong quá trình vận chuyển cây mấy trăm ngàn Tuấn bó tông vô ốp về nhưng mà chắc có thể nó gãy một hai mầm cao ha, về về hôm ra lại. Số 5 là 650.000 cô chú anh chị.
Rồi tiếp tục mã số 6. Nhỏ, thân nó cũng hơi nhỏ nhưng mà lắc lượng vậy là trên là bốn tàn nha, có thể là cắt mấy cái này bỏ cũng được. Bốn tàn ra chơi một cái tán dù là chiều cao nó được 60. Hoành thân là được 22 hen cô chú chị. Đó. Cây thì bao sóng bao ship toàn quốc luôn. Cây mã số 6 tiến sinh giao lưu là 700.000 hen cô chú chị. Mã số 7, cây cũng dáng siêu siêu bye bye nè. Chiều cao nó được là 63, chiều bay vậy đó hen cô chú chị. Hoành thân hen cô chú chị. Ngay vị trí hiện tại tiến đo được 31 nha. Tính 30 đi. Đó. Rồi mã số 7 là 850.000 hen cô chú anh chị. Tiếp tục là mã số 8. Cây này cũng đọt nó màu đỏ nữa nè ha. Chiều cao nó 83 rồi được là 65 nè. Cây này đọt nó đỏ chắc là đỏ lửa hay cam hay đỏ cờ gì à. Hoành thân là tính 19 đi. 19 tính 19 đó. Cái này là về cô chú anh chị cứ gọc cái bầu vậy rồi để trong chậu luôn hà, khỏi cần thai. Cái này tướng mới ấm chừng 20 ngày hen cô chú anh chị. Mã số 8 là 650.000, hoặc là để vậy luôn nó xong đặt xuống rồi thấy chứ mà đem ra vũ vũ thì rễ non mới ra thấy cũng tiếc ha. Dạ chiều cao nó là được 56 hen cô chú anh chị. Hoành thân được 19 hen cô chú anh chị. Cây cái thân nó đen nhưng mà tới ra tượng rồi ra bông nó không đen đâu nha. Dạ số 6 là 9, ý số 9 là 600.000 hen cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 10 ha. Tính lấy ra chục cây này còn mấy chục cây vậy là tính số lượng mua lô không à. Chiều cao nó được 79. Mua sỉ bán lẻ thôi hen cô chú anh chị, mấy giá để chị. Hoành thân nó là 25 hen cô chú anh chị. Đó. Đây ha, thấy vậy chứ nó xì mầm hết rồi ha, từ trên xuống dưới. Cây hoa giấy mùa này sống khỏe lắm cô chú anh chị. Đó. Quất ở đây một cây tử một nhánh một ở đây còn nhiều bung tàn dù ra đi. Số 10 là 700.000 hen cô chú anh chị. Rồi chuyển qua cái tông khác là vịnh luôn đi. Số 11 là bảo với mấy cô chú anh chị đó là cây hoa giấy tím quế ha. Tính cũng có mua được cái lô tím quế này rất là nhiều luôn ha. Thân lắc cũng đẹp lắm, tính đo về đi. Đây mét 6 tính mét 7 đi, đó. Cây cũng lắc lượng đẹp lắm ha. Hoành thân nha cô chú anh chị. Hoành thân ngay vị trí hiện tại tướng đo được 26 ha. Đó. Ở đây tướng báo với mấy cô chú anh chị nha, ở này là nó chỉ nứt cái thân ra tí xíu nè, tướng chám keo lại lận cho nó đừng có trời mưa nó đựng vô nước nữa hen cô chú anh chị, là nó không có mục xuống ha. Chưa. Mã số 11 là cây tím quế này tướng giao lưu là 1.900.000 đồng. Cái này cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ mã số 12 cũng là cây tím quế luôn hen cô chú anh chị. Đó. Cây này đa số là được có chơi rồi không đó, tính clip rồi là tính cũng bán hết. Rồi dẫn bên kia này. Đó cây dáng vậy hen cô chú anh chị. Chiều cao nó bay bay hơn hướng này chắc cũng cỡ 1m7 hen cô chú anh chị. Cái này trong quá trình vận chuyển nó hơi chạy tí xíu nhưng không sao ha. Để lại cho mạnh đi. Là hoàng thân là được 28 nha cô chú anh chị. Xây đi vòng qua này. Đó. Ở đây là bể đế, đây là ở đây hết nhưng mà tướng bó lại giờ cho nó ấm. Cây này là phải mới về chứ 10 bữa nửa tháng là nó cũng xì mầm ha. Mã số 12 là tướng xin giao lưu với mấy chú bác anh em gần xa là 2.200.000 đồng ha. Mấy cây này về mau chơi nha cô chú anh chị. Mã số 13 cũng là một cây tím quế luôn ha cô chú anh chị. Bữa nay cũng nhiều màu, đủ sắc màu hết luôn đi.
ở đây là tán chùm ở đây cũng được, còn ở đây chị Tử chơi chùm nhỏ ở đây. Dòng bonsai là tím quế là đẹp nhất nha cô chú anh chị, khóa chơi bonsai á. Và một chiều cao nó được 125 nha cô chú anh chị. Đó, cây đã rút con lại hết ha. Rồi tiếng đo nha. Cái tổng cái này là cái này một thân nha là 48 luôn á cô chú anh chị. Đó. Đây. Ở đây là được tính 36 thôi nè. Hơn 36, tính 36 nha cô chú anh chị. Cái này là liền. Rồi rồi xay xay. Chi một đây lắc lắc cũng đẹp lắm ha. Tím quế nha cô chú anh chị. Cây bonsai đẹp lắm. Số 13 là 3.400.000 đồng nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 14, cây này là cây sắc pháo nha cô chú anh chị. Cây này là một màu ha. Cái này duy nhất clip rồi cái này tại lộn nè. Cái này bữa nay cũng xì mầm dữ lắm luôn rồi ha. Tiếng xin đo chiều cao luôn ha. Là được 92 nha cô chú anh chị. Đó, cái này là xì mầm rất nhiều luôn. Đó nha cô chú anh chị. Đó, dài dài đây luôn. Xì hết. Đo chiều cao rồi, phải không? Đo trên đây đi, nó hoành đi. Cái này là 42 nha cô chú anh chị, hơn luôn này ha. Nhưng báo đây, tiếng báo nha cô chú anh chị. Ở đây là nó bị mà tắt. Nói chung là nó bị bể hết một bên rồi đó. Nhưng mà cái này là sam đá nha cô chú anh chị. Đó, cái này là an tâm chơi luôn nè. Còn trên đây nó cũng nứt, ở đây nó trẻ hôm nay. Nhưng mà ở trên đây là tiếng thấy ít ít. Rồi tiếng đắp lại. Nói chung là đắp keo trộn với hoạt chất của tính lại là nó không thấm nước nữa thì nó không mục, vậy là chơi an tâm luôn. Đó. Bị xưa giờ luôn ha. Bị hồi xưa. Cái này nó bị mất hết 1/3, còn 2/3 mảnh đời nó, nhưng mà sống rất khỏe, đẹp lắm. Mã số 14 là 1.900.000 đồng. Cây qua giấy sắc pháo ha cô chú anh chị. Tiếp tục mã số 15. Cây này là báo với mấy cô chú anh chị là bonsai hai màu nè. Cái này là hai màu nha cô chú anh chị. Màu gì đó anh? Màu hồng sắc pháo với màu trắng nha cô chú anh chị. Lùng lực. Cái này túa ra chơi cái tàn nhỏ nhỏ vậy thôi. Ha. Ừ, bung cái tàn ra. Tiếng xin đo chiều cao ha. Chiều cao nó là được 53 nha cô chú anh chị. Đó, cái này hôm nay cũng xì mầm ha cô chú anh chị. Đo hoành thân ha, đo cái eo nè. Ở đây là được 46 nha cô chú anh chị. Cây thấy gì cũng lớn lắm ha. Đó, ở đây tiếng báo nè. Ở đây là nó bị sam một bên, nhưng mà đó, bao sống cuốn mép luôn rất mạnh ha cô chú anh chị. Đó, thấy ha. Ở trên đây nó đây nè. Nó chảy thân dài xuống dưới đây khoảng 2 lóng tay, hơn 2 lóng tay một tí. Nhưng mà bao sống khỏe. Rồi, cây mã số 16, ý lộn, mã số 15 là giao lưu đồng nha cô chú chị. Đồng lực bonsai ha. Tiếp theo cũng là một cây hai màu luôn nữa nha cô chú chị. Cây này mới về sau mấy bữa nè, chưa xì mầm nè. Nói chung là trong thời gian nghỉ cũng hơn từng đi săn cây qua giấy dữ nhiều lắm nha cô chú chị. Chiều cao nó là 83 ha cô chú anh chị. Đó. Đo hoành thân nè. Hoành thân là được 39 ha cô chú anh chị. Này là thịt trái nạc luôn, không có một cái lỗi lầm gì hết. Đó, chuẩn bị này xì mầm hết rồi. Đây, xì xì rồi đó nha. Đó, cây quất ở bên này nè. Cái này dáng bonsai độc lắm, xì mầm nhiều lắm rồi ha. Rồi là mã số 16, cây hai màu này tiếng xin giao lưu là 2.900.000 đồng hen cô chú anh chị. Có mà. Rồi tiếp theo là mã số 18 ha, mã số 17 bị lạc ở đâu. Mã số 18 hen cô chú anh chị. Đấy rồi có số 17 không, hồi tiếng giới thiệu sau. Cây này là cũng là cây hai màu luôn nha cô chú anh chị. Rồi dịnh dịnh. Cây có dáng bay co lắc nè. Thịt nạc là không có lỗi lầm gì hết ha. Giờ là qua giấy cũng hơi hiếm nha cô chú anh chị. Chiều cao nó 128 ha.
Đó, cây này cũng chuẩn bị xi mầm hết rồi. Hoành thân nó được 33 hen cô chú anh chị. Đó. Tiếng đo ở đây là bệ đế dưới là tiếng không có đo ha. Cây mã số 18. Đó là tiếng xin giao lưu là cái hai màu này là 2 triệu 900 ngàn đồng hen cô chú anh chị. Số có 19 luôn Có mà. Không, tiếp tục lên 20 đi đại đi rồi một hồi lòi ra báo sao. Dạ rồi tiếp tục là một cây hoa giấy nữa ha. Cây này là cây tím quế lùng lực ha, bonsai đúng chuẩn luôn ha cô chú anh chị. Cái này là trọng vậy mới đúng ha, tại nè, để tác nha. Tím quế cây này là ghi lộn rồi. Cái giá này ghi lộn, cái không phải sắc pháo nghe, cái này tím quế cô chú anh chị. Mà da của nó đỉnh nha. Tổng chiều cao ha. Tổng chiều cao nó là được 72 cô chú anh chị. Trên cành thịt cháy nạc luôn á. Không lỗi luôn ha. Không lỗi luôn, hiếm lắm. Rồi, vành đen. Ý chết mẹ à, bà có, xin lỗi. Thì hồi báo sao hoành là 44 nha cô chú anh chị. Rồi, báo lỗi luôn Ở đây là tới 47 luôn ha. Ở đây nè nó bị cái sam này ha cô chú anh chị. Nó sam ở ở đây ha. Chắc lén hồi tiếng ché keo cho đừng thấm vô. Nhưng mà hai bên mé là xanh, nó đang cuốn mép vô đó. Mấy cây này có chơi cắt giật thì cô chú anh chị nhìn thấy cũng biết rồi đó. Người ta chơi rồi ha. Nói chung là rồi mã số 20 là tiến sinh giao lưu là 4 triệu 700 ngàn đồng ha cô chú anh chị. Cây nó hơi to ha. Rồi tiếp theo là cũng là tím quế luôn ha cô chú anh chị. Rồi tiến sinh đo cái chiều như vậy đi. Giờ được là 88 ha cô chú anh chị. Xây ha cô chú anh chị. À. Cái bay này thấy vậy chứ khéo lắm, dựng đây rồi cho nó bay ở đó ha, lợp ở trên là ngon lành luôn, cũ bệ đế không luôn á cô chú anh chị. Rồi tính xin đo thông số nè, là hoành là được 28 ha cô chú anh chị. Đó, một cây tím quế ha, cũ đế năm nhà này ha cô chú anh chị. Là tiến xin giao lưu với mấy chú bác mã số 21 cây tím này là giá 2 triệu đồng ha cô chú anh chị. Kiếm cái đầu chim đi là để cho nó là nó vững coi cây đẹp. Nhỏ vậy. Kiếm cái cây khúc gì để hay đi. Cây đỡ đi. Rồi tiếp theo cũng là một cây tím quế nha. Tán là rồi như vậy cũng cơ bản được rồi. Dạ là ở trên đây cái tàn to lắm nha cô chú anh chị, nhưng mà tính cắt giật lại phôi cho dễ ship nè. Đó. Dạ, tàn đa một cốt ha. Cũ vẻ đến. Chiều cao được 105 nha cô chú anh chị. Cái này nội cái xương phôi về ngang không mà được cũng được 70 rồi đó. Ở trên thì cắt con tròn vo nè. Cũ bệ đế vậy hen cô chú anh chị. Quái lắm. Đó cái eo nhỏ nhất luôn nè, là 39 hen cô chú chị. Chứ đo như vậy là được là 45 luôn đó. Rồi. Đó thấy không? Bự lắm. Dạ rồi cây tím quế này tiến sinh giao lưu mã số 22 là 5 triệu 700 ngàn đồng hen cô chú chị. Đây. Tiếp theo cũng là một cây tím quế luôn ha cô chú chị. Đây, cái vườn của ông bác này ông lớn tuổi rồi, ông bị mất rồi, còn con nó thanh lý luôn. Rồi chiều cao nó là được 85 ấy 95 ha cô chú anh chị, 83 vậy đó. Cây nhìn thấy cũng có dáng nghệ thuật không đó ha cô chú anh chị. Lắc lắc đẹp lắm. Hoành ngay vị trí này là tiếng đo 31 ha. Đó.
mẹ đế lắm ha cô chú anh chị. Cái này là chơi bonsai là im luôn. Dạ mã số 23 là giao lưu là 2.800.000 đồng. Cái này là tiếng bao ship toàn quốc hết ha. Rồi tiếp theo mã số 24 cũng là một cây tím quế luôn ha. Đó. Cây nhìn cái cây phôi vậy là cô chú tưởng tượng lúc thành phẩm rồi ha. Dạ chiều cao của nó là được 107 ha cô chú anh chị. Đó cây cái phôi mà cắt lắc nha. Rất độc luôn ha, cây cũng dáng lão đẹp lắm ha cô chú anh chị. Củ đế thì thôi khỏi nói luôn rồi. Cây này là xử lý keo hết ha. Keo à, mấy cái này là keo hết hen cô chú anh chị. Hoàng thân ngay vị trí hiện tại là yếu 43 tới tính 42 cho cô chú anh chị luôn ha. Đó. Đế nè. Mấy cái này là cũng mới về ba bốn bữa nay cũng chưa xì mầm hen cô chú anh chị. Mã số 4 tiến sinh giao lưu là 3.700.000 đồng hen cô chú anh chị. Ừ, lấy cái miếng đó ra chim bên đây. Mã số 25 cũng là một cây tím quế luôn ha. Cây có dáng lùa lùa nè, cũng về cô chú thích dáng nào chơi dáng nấy ha. Bạc phong gì hồi đầu gì không biết nữa. Chỉ dạ chiều cao nó là 83 như vậy đi. Tính như vậy ha cô chú chị là được 115 ha. Đó. Qua giấy thì nó lắc lượng đẹp lắm. Để tiếng đo thân rồi tiếng báo một tí lỗi cho cô chú anh chị tham khảo ha. Hoàng thân ngay vị trí hiện tại tiếng đo được 48 ha cô chú anh chị. Mọi thông số tiếng đã có trừ hao hết ha. Đây tiếng báo ở đây ha cô chú anh chị. Ở đây ha. Ngay ở đây là nó bị lũa cái da một ít đây ha cô chú chị. Ngoài ra đây là sống khỏe hết ha. Bên đây ha. Này là nó cuốn mép hai bên, cuốn mép hết ha cô chú chị. Đó ha. Là bao sống bao ship hết ha cô chú chị. Cây có chịch chạc gì tính là chuyển tiền, chuyển khoản lại trăm trăm luôn ha. Mã số 25 cây tím này là tính xin giao lưu với giá là 5.600.000 đồng ha cô chú chị. Đấy, đấy. Chim bên cái ngã đây nè. Đó. Rồi buông rồi. Rồi tiếp tục mã số 26 là một cây cũng qua giấy. Cái này là sắc pháo ha. Sắc pháo là cái này không biết là hai màu hay một màu luôn. Mua phôi này là anh cũng không biết luôn. Cái này tướng báo một màu đi, nhưng mà hồi tướng chỉ cái đọt cho cô chú anh chị thấy nó ra màu hồng. Cây này có thể là số nè, nhưng tướng bán là sắc pháo ha. Là chiều cao vậy là được 126 nha cô chú anh chị. Đó. Củ bế, bệ đế nè. Tướng đo hoàn thân luôn đi. Đó, vậy đi là được 44 ha. Mà người ta đo ở chắc ngay đây 45 hay gì nè, đó thấy không? Đó. Này lớn hơn, nhưng mà được cái là nó rất là năng cây luôn. Nó lên tới trên đây luôn đi. Tuốt trên là còn 35 hen cô chú chị. Nhìn đẹp lắm. Tới đây cái mặt cắt. Rồi có cái đầu quẹo ngang. Ở đây là ngay chỗ này là cái này trong quá trình khai thác người ta kéo chày nè ha. Nhưng mà bây giờ ở đây nè, đó, ở đây là mấy cái này là nó lên nó chày chứ mà nó sống khỏe hết trơn hen cô chú chị. Đó cây sắc pháo này tiến sinh mã số 26 tiến sinh giao lưu là 7.200.000 đồng hen cô chú anh chị. Lấy cục gạch kìa. Rồi tiếp theo là tiến sinh xin giới thiệu một cây sắc pháo nữa nè. Cây có cái dáng lông chi cành số 1 rồi cũng co lắc độc lắm hen cô chú chị. Rồi tiến sinh đo cái chiều cao hen cô chú chị.
Cái này chiều cao nó khoảng cỡ 1m8 vậy đó. Tiếng chừa số chà chơm vậy mau chơi hơn cô chú anh chị. Đó, thân lắc lượng cũng đẹp lắm ha. Rồi tính xin đo cái hoành thân cho cô chú anh chị ha. Rồi tính báo lỗi ha. Ngay vị trí hiện tại tính đo là 52 ha cô chú anh chị. Đó này là dưới cái cành số 1 ha. Đo thử trên đây nó được bao lớn. Ở đây là 43 ha cô chú anh chị. Cây già cỗi dữ lắm ha cô chú anh chị. Nó có một số sàm đá ha, trên cành số 1 co lắc kiểu này ha. Cây chơi lâu ha cô chú anh chị. Ở đây tướng báo mấy cái lỗi để cô chú anh chị về. Ở đây là vô đây là hết ha cô chú anh chị. Đó, đây phía nè. Ở đây vô đây là xương cành sam ở đây nè ha. Còn ở đây nó cũng như vậy đó, nhưng mà là tướng mới chám keo lại nè. Chắc là kiểu nào tướng cũng phải chám mấy cái lỗ đó lại nó đừng cho nước mưa. Còn ở đây là nó đây mấy cái này là sam đá hết ha. Mấy cái này là sam đá nhưng mà thân nó được quá độc, cành số 1 cũng co lắc rất đẹp luôn nè. Dạ, cây sắt pháo mã số 27 tiếng xin giao lưu là 5.600.000 đồng hen cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 28 của tiếng xin giới thiệu là một cây bông bụp xưa của mình ha. Cây được bướm da mẫu là cắt tỉa lại cũng hơi lâu lâu rồi cô chú anh chị. Màu gì anh? Màu đỏ ha, lòng đèn đỏ xưa mình đó. Rồi chiều cao nó là được là 64 nha cô chú anh chị. Cái này nó liền bệ nè ha cô chú anh chị, đây ha. Đó. Bây giờ tính đo tổng cái đi cho cô chú tưởng tượng ha. To lắm ha. Đó. Ngay đây là 61 nha cô chú anh chị. Ở đây nó bị sam cái da này tính chét keo luôn ha. Nó là vậy ha. Cây bông bụp mã số 28 tính xin giao lưu là 1.600.000 đồng. Bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Ship vô, ship vô, chẳng hay chưa. Rồi tiếp theo là tướng muốn giới thiệu với mấy chú bác anh em gần xa là một cây mai chiếu thủy ha. Mai chiếu thủy là cái này lá chung nha cô chú anh chị. Cây già đen lá chung ha, mà không thấy nu rồi tướng không có báo gì chung nu gì đó. Nói chung dòng chiếu thủy này tướng cũng không gành hung, nhưng mà thấy cái cây này thân lắc lượng chỉnh sửa tay cầm đẹp quá trời, tướng giao lưu đế đồ cũng đẹp quá. Chiều cao nó từ đỉnh tới mặt bầu khoảng 1m7 hơn cô chú anh chị. Cái tán ở dưới chi một từ này tới kia là được 85 đó. Thân lắc cũng độc lắm, mà chiếu thủy cỡ này là mấy chục năm rồi cô chú anh chị ơi. Để trong nhà vậy mà nó thơm phất 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 phất, cái mùi cũng dễ chịu lắm. Tay cành là chỉnh sửa lâu rồi đó. Tướng đo trên đây nha cô chú anh chị. Ngay vị trí hiện tại tướng đo là 40 ha. Đó. Để sổ kiểu vậy ha. Thân này cô chú anh chị nhìn thấy. Đó, mã số 30. Thì tướng xin giao lưu là cây này là 7.900.000 đồng. Cái này là cây này tướng là bao ship 200 km ha. Kế là cũng có một cây nữa cũng giống giống nha cô chú anh chị. Đó, mã số 31, cây này thì lá nó nhỏ hơn nè. Mà không biết kêu bằng cái dòng gì luôn. Hai cây này thì tướng mua một chỗ của một bác đó nè. À, được rồi, được rồi. Cái này không biết phải kim giòn hay là gì. Nó hơi lá hơi nhỏ hơn cây kia ha. Hai cây này là một chủ nè. Nếu ai mua một cặp bao chip 200 km thì bớt là thẳng là 200 ngàn luôn ha. Tính mét 6 đi. Đó. Tán ngang này là cũng là 1m lẻ luôn á cô chú anh chị. Tại nó ra bông nhiều lắm, tướng mới giật xương xương lại đó. Để đây ha. Hoàn thân lắc lượng cái này cũng nu lắm nè.
này hoành hơi nhỏ hen cô chú anh chị. Hoành là 33 hen cô chú anh chị. Tiếng đo thuốc trên ha. Đế nè, cây nó cổ lắm. Dạ, cây mã số 31 tiếng xin giao lưu là 4.700.000 đồng, là bao ship toàn quốc ha. Lên xuống đây. Rồi là phụ đi, cây này hết rồi. Bỏ dưới 1, 2, 3. Rồi được rồi. Tiếp theo là tiến xin giới thiệu với mấy chú bác là một cây mai chiếu thủy. Cái này da đen lá lớn nè ha. Mỏm bông nó cũng túa ra nhóc chân, mới con giật lại cho nó gọn cho nhìn thấy xương nè. Clip nó hơi dài, kêu chú bác anh em thông cảm nhé. Sao còn mấy cây bông giấy nữa ha. Chiều cao tính 1m4 thôi. Tán ngang là khoảng 121 của cô chú anh chị. Cây này bông rất thơm luôn á, để phản phất rất thơm luôn. Mặt cắt nó cũng liền ha. Ừ, hồi nãy có xem mặt cắt ở trên là liền bon luôn, có cây kia thì nó không được liền ha. Đó. Bự dữ lắm, nu nặng hết trơn đây nè. Bây giờ tính đo cái nếu đo dưới đây cái đi. Đó đây cái ha cô chú anh chị. Cái này là được 101 tính 100 đi. Đó. Chú bác anh em xem ha, rồi tính đo cái ở trên ha cô chú anh chị. Vậy đi ha. Đáng lý là đo là rồi, đo đi, tiếp tục cho em tham khảo. Ừ. Phải đo dưới cái cầm số 1 chứ giờ đo trên cái cầm số 1 luôn nè. Đó. Tham khảo thôi là được 48 ha. Rồi cây mã số 32, cây mai chiếu thủy da đen lá lớn này là 7.600.000 đồng hen cô chú anh chị. Rồi lại đây. Đây. Còn nữa trời ơi. Vậy. Một. Không nổi không ơi. Phụ đi. Yếu quá. Rồi. Cây bữa nay cây lớn nhiều lắm cô chú bác anh em ơi. Nghỉ. Cái này cặp luôn nè. Cặp này là chú bác anh em một cặp mà bao ship 200 km là tính bớt thẳng là cặp nào vậy nè, bớt thẳng 500.000 đi. Mấy anh em ở miền Tây miền Nam dễ chơi. Chiều cao nó là khoảng 1,5 m á. Tán ngang con giật lại vậy, như vậy là còn 97 nè cô chú anh chị. Đó. Mấy cây này cũng mấy chục năm không á. Ừ, báo mặt thẹo đi. Đấy, mặt thẹo này nó hơi phía xuống một tí nhưng mà đang kéo da vô hen cô chú anh chị. Tính mà cái mới bôi keo rồi ha. Đó, với ở ngay chỗ tính quán băng keo á là nó bị, nói chung là nó hơi bị nứt. Rồi tính chay keo bó vô rồi tính bó lại. Thời gian tháng 2 tháng là tự động nó kéo da nó liền nhau hết trơn. Tính đo hoành thân luôn đi. Đo trên cành 1 luôn nè. Cho nó dễ luôn. Ở đây là được 58 nè. 57 nha cô chú anh chị. Đây là dữ lắm cái. Đo bề đi nha. Nguyên cái này. 132 lận. Nó là đo vậy cho chú bác anh em tưởng tượng ha. Đó là nãy là như vậy nè ha cô chú anh chị. Cái thân là tính dưới đây luôn nè. Thân tới đây mới bệ đế ha. Mã số 33 là tính giao lưu với mấy chú bác anh em gần xa là bao ship 200 km là 7.800.000 đồng. Còn chú bác nào mua cặp thì ừ, mua một cặp là bớt 500. Rồi tiếp theo clip này tính cũng có lấy hai cây mẫu đơn nữa, cờ vân trắng nha, giao lưu với mấy chú bác anh em nè, để cho có đa dạng ha. Rồi chiều cao nó khoảng 1,5 m á, tán ngang nó khoảng 75 hơn cô chú anh chị. Chưa đo độ thoát thân cái xây luôn. Độ thoát thân nó là được là 6,7 hơn cô chú anh chị. Đó. Cây này về bẻ trên cành xương ngang là đẹp. Cây này là tính gốc chậu ha.
dòng Yên Bái nha cô chú anh chị, dòng Văn Trấn, đã cầu Văn Trấn nha, hoàn thân được 11 ha, không khai thác ha. Mã số 34, cây này tiến sinh giao lưu là 650 kè ha cô chú anh chị, chuẩn bị. Mã số 32, ý 35 xin lỗi, tiến sinh đo chiều cao ha, chiều cao được 132 cô chú anh chị, tá ngang đo nhà là được 77 nè. Cây có độ thoát thân là 62 đó, ở đây nè, tại không khai thác chứ nó ở dưới là hơi bị lớn à. 13 tính 12 thôi, vậy đi cắn cắn là vậy đó. 550.000 hả cô chú anh chị, bao ship bao sống toàn quốc luôn hả. Rồi tiếp theo là tới tắt hả, này này rồi, cây khế. Tiếp theo là tiếng muốn giới thiệu với mấy chú bác ở đây xa, đó là một cây khế chua ha, cây có cái dáng nói chung tiếng không gành, không dám nói tầm bậy đi đó cô chú anh chị mà nhìn thấy là biết ha, so với cái thân của tướng, cái thân tướng không bằng cái thân này đâu đó. Cây bay ra là 3 mét luôn á, nó đổ xuống nà ná giống văn nhân hết sức, nhưng mà nó có cái chi bên đây, cái này phỏng phỏng là từ 3 mét chứ không dưới, tại đó là 3m7 mà nó còn chừng 5 tấc nữa đụng cho anh tính 3 mét thôi đó. Nói chung là cây cũng có chơi xương xương rồi ha, nhưng mà tạo quá nó thiên nhiên ha, thấy nó mấy cái đó độc quá dạ. Đó vậy đi, rồi chiều cao khoảng 3 mét ha, tán bài từ bên đây ra qua đây là khoảng 3 mét luôn ha cô chú anh chị. Để tính đo hoành ha, cái này ngay vị trí này là tính đo được 99 nha cô chú anh chị. Ừ rồi đó cô chú anh chị coi ha, tuốt trên luôn ha. Đó còn ở dưới thì thôi khỏi nói rồi, cái này là không có dây nhợ, không có đủ đó, đế nha cô chú anh chị. Đó cái này nó lồi sẵn nè, đứng chỉ chứa xương xương nè, không có khai thác gì hết nha. Cây già cỗi lắm, ung bú rồi nè. Hồi nãy quên chỉ bú nè. Rồi đế ha. Rồi đế vậy đó cô chú anh chị ơi. Cây này là phải đi cẩu mới được. Rồi cái này lỗi lầm thôi anh. Không, mấy cái này mặt cắt là mấy cái này là kéo vô phà phà luôn. Mấy cái này coi như là muốn làm tích hết 99% rồi đó. Rồi. Cây khế được vậy là hiếm lắm đó ha cô chú anh chị. Rồi cây mạ, cây khế chua này mã số 27 thì tính muốn giao lưu với mấy chú bác anh em mình xa, đó là mã số 36 ha, cây khế chua bự ha là 24 triệu, tính bao ship 200 km, đi xe cẩu cho cô chú anh chị luôn, là đặc biệt là bao sống 2 tháng luôn ha, 3 tháng luôn, tại cây nó hơi lớn tiền. Rồi hồi nãy dạ, tiếp theo thì tính xin trở lại cái mã 29 hồi nãy còn sót ha, để đằng kia mấy anh không xem tới, nhưng mà cây này nó đẹp, để chú bác anh em hỏi, nó nặng dữ lắm. Rồi, tính xin đo hảo hảo ha, cái thước vậy là 1,5 m ha, lên tới chảnh chắc từ 3 m, 3,2 m, 3,4 m luôn ha cô chú anh chị. Độ thoát thân khoảng 1,6 m ha, cái bóng tầm dù rất đẹp hơn cô chú anh chị, cái máy nhà tướng làm cao dữ lắm luôn đó, cây lắc lượng dữ lắm ha, cây này già dữ lắm. Rồi tướng đo cái hoành thân cho cô chú tưởng tượng ha, đo ngay vị trí này là được 56 hơn cô chú anh chị đó. Còn tính đo cái cũ ngay cái này, cái ức liền thịt nha, ở đây là được 85 hen cô chú anh chị đó, chứ đo cái ức phập xuống dưới đây là tới 90 lần phẩm, đo 90 đó đó, đế lại vậy nè. Đó cây sát pháo tàn dù này tính chỉ là bao ship là 200 km hen cô chú anh chị, với mã số 29 đó là
với giá là 24 triệu đồng nha cô chú anh chị. Rồi xuống đi, về kế bên hả? Rồi trở lại mã số 37 nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị thông cảm ha, cái mã số 37 là một cây hoa giấy sắc pháo ha. Sắc pháo thân cũng lắc lượng ha, cây đặc sạch luôn cô chú anh chị ơi. Tiếng sinh đo chiều cao ha, phán mét rưỡi ha cô chú anh chị. Rồi hoàn thân ngay vị trí hiện tại tiếng đo được 37 ha. Đó. Đây. Ngay đây là được 35 ha cô chú anh chị. Đó. Cây bể đế hết nè ha. Cũng bó lại cho ấm bầu ha. Cây này không lỗi ha. Không lỗi, cây này thì không lỗi, đặc sạch rồi. Cây mã số 37 là 4 triệu 200 ngàn đồng, bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Cây này tiếp theo là cũng một cây hoa giấy, nhưng báo với mấy chú anh em đằng xa là cây này là cây hai màu, nhưng mà là màu trắng là hết 90%, có thể trên 90%, chỉ có lọt sọt một hai bông là màu hồng thôi nha cô chú anh chị. Chiều cao nó khoảng 1m7 nha cô chú anh chị. Cây lắc lượng vậy ha. Đó, tiếng đo hoành rồi tiếng sẽ báo một số lỗi cho cô chú anh chị tham khảo ha. Hoành thân ngay vị trí hiện tại là gần 55, tiếng tính 54 thôi nè. Đo xích xuống đây là trên 55 ha. Đó. Để nó này ha. Rồi tiếng sẽ báo lỗi với cô chú anh chị nè ha. Đây bên đây là cái thân nó phiết vô ha. Nó liền nhưng mà nè đó đó. Như vậy đó ha cô chú anh chị. Nó lại như vậy. Đó. Với ở đây ha. Ở đây là nó thấu xuống ngay chỗ này, ngay chỗ hồi nãy đó cô chú anh chị. Quay con tí coi. Đây nè, đây. Ở đây lên đây nè ha, đây chỉ có con tắc đây ha. Rồi mã số 38 cây hoa giấy là hai màu mà trắng 90% thì giao lưu là 5 triệu 800 ngàn đồng. Hôm nay nó hơi nhiều cây bù lại cho từng rồi cô chú bác ơi. Cuối cùng là mã số 39 ha cô chú anh chị. Mã số 39 là một cây phát tài ha. Sọc không anh? Không biết sọc không luôn, cái này bán mù luôn cô chú anh chị ơi. Cái này mua lại của thằng em nó kêu bán giùm mà. Chiến rồi chả không đủ vốn mà nó không cho bán nè. Không biết sọc hay xanh, bữa nay nó nứt mầm ha cô chú anh chị. Tiếng đo vậy đi. Được 32 ha cô chú anh chị. Hoàn thân là được 40 ha. Đó. Cây mã số 39 cũng là mã số cuối cùng một cây phát tài này trong clip hôm nay, đó là 900 ngàn bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ. Cuối cùng thì Tuấn xin chân thành cảm ơn chú bác đã ủng hộ Tuấn clip vừa rồi ha. Cũng hết cây luôn. Rồi thì rất mong chú bác anh em xem được clip này thì ưng ý cây nào thì alo cho Tuấn qua số điện thoại là 0396412939. Đó cũng là số Zalo ha. Xin chân thành cảm ơn ha cô chú anh chị.